tục bài 25 ha. Chai domain hay là multi domain đó mọi người. Thì mục đích của bài lab này là hướng dẫn mọi người cách triển khai mô hình Active Directory ha, có nhiều domain hay gọi là mô hình multiple domain đó. Nghĩa là trong một forest ha, chúng ta có nhiều domain, ví dụ abc.com, rồi thêm domain là xyz.com ha. Thì ví dụ abc hoặc xyz nó có sự trade giữa với nhau ha. Thì user của domain bên đây sẽ truy cập được dữ liệu của domain bên kia ha. Thì trong cái bài lab này thì mình sử dụng 3 máy ha. Đây là hệ thống AD hiện có ha, DC1 và BC1 đang sử dụng cái domain là vietlao.vn ha. Rồi ở đây mình sẽ xây dựng thêm một cái domain nữa, mình lấy con SV1 ha. Mình sẽ bài này mình sẽ làm bài về chai domain nha, gọi là domain con. Mình sử dụng domain là Sài Gòn ha, .vietlao.vn. Thì tương tự chúng ta có thể sử dụng Hà Nội .vietlao.vn nè, cũng như Đà Nẵng ha .vietlao.vn. Rồi bài lab này thì có 3 máy ha mọi người, đơn giản ha, DC1, BC1 và SV1. Đây là IP ha. Rồi bắt đầu xây dựng ha. Rồi bài số 1 mình sẽ đi làm bài cài đặt domain controller ha, cho chai domain. Rồi cụ thể ở đây là Sài Gòn ha, .vietlao.vn. Rồi mình sẽ mở hai copy lên nha. Rồi mình start cái DC1 trước ha. DC1 với BC1 nè, là cái domain vietlao.vn ha. Rồi mình tải con DC1 trước nha. Rồi con BC1 nó là máy client ha, chút nữa mình xây dựng xong mình sẽ test, giờ mình chưa cần start lên ha. Giờ mình start tiếp SV1 ha, để mình đi xây dựng chai domain cho nó. Rồi quy bật nó lại. Rồi start luôn nha. Rồi rồi giờ mình sẽ kiểm tra lại con DC1 ha. Rồi trước tiên mình sẽ đi kiểm tra cái con DC1 ha, domain vietlao.vn. Đây. Rồi ok ha mọi người, đây là domain vietlao.vn. Rồi giờ mình sẽ đi xây dựng một cái domain con ha, chai domain là Sài Gòn.vietlao.vn ha, cho cái server là SV1. Rồi giờ mình sẽ thu nhỏ cái này xuống nha. Rồi giờ mình mở SV1 lên. Đây, mục đích chính là mình sẽ đi xây dựng cái con này thành chai domain ha. Rồi trước tiên mình phải chỏ DNS về ha, về domain chính ha, vietlao.vn hay gọi là domain cha đó. Mình sẽ đi xây dựng domain con. Rồi chỏ domain về nha, chỏ IP về 92.168.255.
204201. Đây, 201 ha mọi người. Rồi, chỗ IP về con DC1 ha. Ok. Rồi, kiểm tra luôn nha. CMD NS lookup. Rồi, ok ha. Phân giải tên. DC1 ha. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành đi cài chai domain nha mọi người. Rồi, manage add prompt feature. Rồi, cửa sổ before you begin net tới ha. Net tới luôn. Rồi, kiểm tra đúng IP ha. 21. Rồi, ok ha. Net. Rồi, trong cửa sổ select server on ha. Chúng ta đến chỗ chọn Active Directory Domain Service ha. Active Directory Domain Service. Rồi, đó khi chúng ta cài một số cái feature ha. Add luôn. Rồi, net thôi mọi người. Rồi, net tới luôn. Rồi, cửa sổ Confirm Installation Selection ha. Chọn Install. Rồi, chờ cho nó chút xíu cho nó đi cài nha. Rồi, nó đang tiến hành cài Active Directory Domain Service ha mọi người. Rồi, sau khi nó cài xong thì mình sẽ tiến hành nâng cấp ha, nâng cấp domain controller luôn. Rồi, mình nhắc lại chút xíu ha. Con DC1 á là domain vietlao.vn ha. Rồi mình sẽ đi xây dựng con SV1 này thành một cái chai domain ha. Saigon.vietlao.vn. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm Remote Discover to a Domain Controller ha. Rồi, chờ tí xíu nha. Đây, ở đây nó có ba cái tùy chọn ha. Đây, cái đầu tiên là chúng ta đi xây dựng Additional Domain Controller ha. Có nghĩa là triển khai hai domain chạy song song ha. Bài trước mình đã làm rồi ha. Rồi, cái tab cuối cùng là đi xây dựng một cái forest mới ha. Hay là domain controller đầu tiên đó, lúc mình đi xây dựng cái bài Active Directory Domain Service đó ha. Rồi ở đây trong mục này mình sẽ chọn là add một cái new domain ha, trong một cái forest. Rồi cửa sổ select domain type nè, ở đây chúng ta chọn child domain nha. Chúng ta chọn domain con. Rồi. Ở đây chúng ta bấm change ha mọi người. Rồi chúng ta nhập vào user của domain cha ha. vietlao.vn là domain cha. Ok. Rồi, đây nó đã thấy được parent domain ha, domain cha. Ở đây chúng ta tiến hành xây dựng một cái domain con ha. Saigon. Đây, saigon.vietlao.vn ha. Là domain cho chi nhánh Sài Gòn. Rồi chúng ta có thể xây dựng domain cho một cái chi nhánh Hà Nội ha, cũng như Đà Nẵng ha. Rồi, ta tiếp tục next. Rồi, nó báo đổi lòng rồi đó.
Đây mình bấm show nè ha. Báo là có một cái OU á. Chung cái tên với Sài Gòn rồi ha. Rồi, chúng ta đặt cái tên khác đi. SG. Rồi, cho nó khỏi khỏi trùng nha. Rồi, nét. Rồi, ok ha mọi người. Chẳng qua là cái bên con DC1 nè, mình đã có dính cái AU Sài Gòn ha. Rồi, ok. Đó cũng là một cái lỗi trong quá trình mọi người xây dựng ha. Rồi, đây là chúng ta sẽ đặt cho password cho Restore Mode ha. Chế độ Restore Mode. Rồi, chúng ta đặt password ha, net. Rồi, cửa sổ đi net option ha. Ta chọn net luôn. Rồi, cho nó đi query cái net bài hot name. Rồi, nó chọn là SG luôn đó. Rồi, đúng rồi ha, SG luôn. Rồi, net luôn ha mọi người. Rồi, cửa sổ bắt chúng ta chọn nét luôn ha. Rồi, review option. Rồi, chúng ta kéo xuống kiểm tra sơ sơ ha. Rồi, ok, nét. Rồi, rewind size check ha. Rồi, nó kiểm tra một tí. Rồi, báo bắt rồi ha. Bắt successfully. Rồi, cho ta bấm install luôn ha. Rồi, cho nó đi tiến hành đi cài đặt domain con ha mọi người. Rồi, sau khi nó cài đặt xong thì nó sẽ tự khởi động lại ha. Rồi, sau khi nó khởi động lại là chúng ta sẽ có một cái thêm một cái domain nữa ha. SG.vietlao.vn child domain. Còn vietlao.vn là parent domain ha. Thì tương tự chúng ta có thể xây dựng thêm HN là Hà Nội đó, mình viết tắt đi. HN.vietlao.vn hoặc là Đà Nẵng ha, DN.vietlao.vn. Mỗi một cái chi nhánh như vậy thì mình sẽ ủy quyền cho một anh admin ha, gọi là admin tại cái chi nhánh đó, thì cái đó gọi là domain admin. Còn cái anh mà admin chính của vietlao.vn thì gọi là enterprise admin ha mọi người. Thôi vậy là mình đi xây dựng xong ha mọi người, một cái child domain rồi đó. Rồi đây mình sửa lại chút ha. SG. Rồi số 2 là mình sẽ đi kiểm tra child domain. Kiểm tra chai domain ha. À, chúng ta chờ nó khởi động xong ha.
Thì sau khi cài xong chai domain ha, chúng ta sẽ đi kiểm tra một số cái như DNS nè, rồi Active Directory User and Computer ha. Nói chung là chúng ta kiểm tra coi nó hoạt động có ok không ha. Rồi một chút thì chúng ta sẽ test kiểm tra cái phân quyền ha. Phân quyền cho user của domain con có quyền truy xuất lên file server của domain cha ha. Kiểm tra cái tính trust của nó, độ tin cậy á. Rồi chờ nó boot lên đi mọi người, hơi lâu chút xíu ha. Chúng ta sẽ test cái phân quyền cho user của domain con ha, truy cập được dữ liệu của domain cha, cụ thể là file server này. Nó mất hơi lâu à mọi người, chờ tí xíu, đang đồng bộ một số thứ đó. Rồi, xong hết mọi người. Giờ mình sẽ log on ha. Rồi, này nó báo policy bắt gọi khách hàng ha. Giờ mình sẽ đi tiến hành kiểm tra chai domain nha. Rồi đây là chai domain ha mọi người.
Rồi. SG ha, .vietcloud.vn. Rồi, chúng ta sẽ mở kiểm tra DNS ha. Đây, sg.vietcloud.vn ha. Rồi. Có record ha. SV1. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra phần Active Directory Domain. Không, Active Directory User and Computer ha. Domain name chết, kiểm tra sau đi. Cái này chết. Rồi. Rồi, giữa phần user ha, chúng ta sẽ đi tạo hai cái user. User 1. Đây nè. Nó báo này nha. Rồi cái policy chúng ta chưa chỉnh ha. À, mình cố tình mình để cho mọi người thấy luôn. Rồi ở đây mình có thể là mình vô mình chỉnh policy, còn không thì mình đặt cái bọn phức tạp cho nó ha. Rồi ok. Hết. Rồi mình tạo tiếp user 2 ha. Mình có thể copy cũng được nha. Bài trước mình đã hướng dẫn rồi ha. User 2. Rồi, có phức tạp không mọi người? Rồi, chúng ta sẽ tạo hai user ha. Đây chúng ta tạo trên domain con nha, sg.vietcloud.vn ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra cái domain active directory ha, domain name chết. Đây, chúng ta kiểm tra coi có hai domain chưa nha. Đây, vietcloud.vn, sg ha. Rồi, chúng ta có hai domain ha. Rồi, xong. Rồi, bước tiếp theo ha. Chúng ta sẽ đi kiểm tra mối quan hệ ha, chết giữa các domain, giữa các domain chết là mối quan hệ tin cậy ha mọi người. Rồi ở đây chúng ta sẽ kiểm tra mở Active Directory domain and chết ha. Phải chuột lên domain vietcloud.vn, chọn property. Rồi trong cửa sổ vietcloud.vn property ha. Rồi chúng ta kiểm tra qua cái mục chat nè. Rồi, kiểm tra ha, chúng ta thấy cái vietcloud.vn ha đã có mang mối quan hệ trust với domain sg.vietcloud.vn. Ok ha. Rồi, tiếp theo cancel nha. Rồi, tiếp theo trong cái child domain ha, sr.vietcloud.vn phải chuột chọn property. Rồi qua cái tab chat. Đây, kiểm tra ha mọi người. Đây, đã có mối quan hệ tin cậy
chết với cái domain cha ha, vietlao.vn. Đây chết thay parent ha. Rồi ok ha, nhớ nha mọi người. Đây mình kiểm tra vietlao.vn nè. Chết sg.vietlao.vn ha. Chết tài là trai con ha. Rồi kiểm tra con. Chết tài là parent ha, cha. Rồi, vậy là mình đã kiểm tra sơ về cái domain con ha mọi người. Đó, hai domain đã có mối quan hệ chết với nhau ha. Tin cậy, mối quan hệ tin cậy. Rồi, giờ tiếp theo mình sẽ đi kiểm tra cái phân quyền ha. Phân quyền cho user của domain con trên tài nguyên của domain cha. Nghĩa là chúng ta trên domain cha chúng ta sẽ đi xây dựng một cái file server ha. Khi đó chúng ta cấp quyền cho domain con truy cập luôn. Đây là domain cha nha. DC1 ha. Rồi, mình vào mẫu xe lên ha. Mình tạo một cái data. New. Rồi, phải chuộng vô data chọn property nha. Rồi qua cái tab sharing nè. Rồi, qua tab Serin ha. Nãy giờ mình có điện thoại nó reo xíu mọi người. Serin, Advanced Serin ha. Share. Rồi, mình để mặc định luôn ha, everyone luôn. Rồi. Quan trọng là cái tab Security ha mọi người. Rồi đây chúng ta chọn edit ha. Rồi cửa sổ permission for data chúng ta chọn add nha. Rồi trong cái cửa sổ select user and computer ha, service account này là chúng ta chọn location nha. Rồi, đây chúng ta bung cái vietlao.vn ra ha. Đây, chúng ta sẽ thấy được một cái domain con. Rồi, chúng ta bung ra ha, user. Rồi, chúng ta thấy đầy đủ ha. Khi lúc nãy chúng ta đặt ra nếu mà Sài Gòn nó sẽ trùng nè, nó không chịu ha. Rồi chúng ta chọn OK. Rồi đây chúng ta nhập user. User 1 ha mọi người. User 1 trên cha domain ha. Check name. Rồi tương tự chấm phẩy user 2. Check name. OK ha. Thì nhờ có cái mối quan hệ trust ha thì chúng ta có thể phân quyền cho domain con ha trên cái tài nguyên của domain cha. Ok. Rồi ở đây chúng ta chỉ là test ra một số tính năng đơn giản ha, chúng ta không phân quyền cho nó sâu quá ha. Rồi ok. Close. Đây, mọi người kiểm tra lại ha. Đây là con DC1 ha. Đó. Trên trên domain cha.
Đây chúng ta có thể phân quyền được cho user của domain con ha. Đây cho phép user của domain con truy xuất vô dữ liệu của domain cha. Đây là mối quan hệ trust ha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ hành kiểm tra ha. Rồi mình sẽ tạo cái client lên. Bây giờ mình sẽ dùng cái máy client mình kiểm tra nha. Thì mặc định cái máy client này nó đang join vào domain domain cha ha, vietlau.vn ha mọi người. Nhưng mà nhờ có mối quan hệ trust á thì chúng ta có thể log on được domain con ha. Trên cái máy client của domain cha. Cái khái niệm này nó hơi hơi lộn xộn chút ha mọi người. Rồi, ở đây chúng ta đang log on với user U1 nè. U1 vietlau.vn ha. Bây giờ chúng ta sẽ log on với lại đây. Mọi người thấy ha, đây là mình đang là vietlau nha. Ta log on với user 1 amoc Sài Gòn ha. .vietlau.vn. Rồi chúng ta đang log on với sử dụng domain con ha mọi người. Rồi. Giờ cái mối quan hệ trust ha, nên chúng ta có thể log on thành công trên domain con. Rồi, kiểm tra mọi người thấy ha. User của domain con đăng nhập thành công trên máy client của domain cha ha. Tại vì mặc định cái PC1 này nó đang là log on domain cha ha. Giờ chúng ta cũng thể log on được user của domain con. Đây, user ha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ truy xuất thử data ha. Đây là đang log on user của domain con ha. Giờ truy xuất dữ liệu của domain cha nè. Đây data ha. Rồi, ok ha mọi người. Bây giờ mình thử log on tiếp qua U2 ha, user 2. Đây, user 2 amoc ha. sg.vietlau.vn. Đây. Rồi. Kiểm tra ha, user của domain con ha, đăng nhập thành công trên máy client của domain cha. Đó, máy PC1 này là của domain cha ha. Nhưng mà vẫn log on được user của domain con luôn. Rồi. User 2 ha mọi người. Rồi, mình tạm dừng bài lab tại đây ha. Hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người cách xây dựng một cái chai domain ha. Đó. Thì đây mình sẽ vẽ lại tí xíu ha, cho đơn giản dễ hiểu. Rồi. Ở đây ha. Rồi. vietlau.vn. Rồi. Đi xây dựng thêm ở đây ha mọi người. Sài Gòn vietlau.vn. Đó, đơn giản dễ hiểu luôn. Rồi. Mình xin dừng bài lắp tại đây ha. Hẹn gặp mọi người vào cái bài lắp tiếp theo.
Rồi, xin chào mọi người nha.